lũ lụt ở Mauritius làm ít nhất 10 người chết. Tin từ Mauritius. Mauritius tuyên bố hôm nay là ngày quốc tang sau khi lũ lụt làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Giới chức khí tượng cho biết mưa tiếp tục đổ xuống đảo quốc nằm trong Ấn Độ Dương. Hầu hết những người chết là những người bị kẹt tại Golden Waterfront, là một vùng thương mại ở Port Louis. Hình ảnh cho thấy những con đường bị ngập, xe cộ chìm trong nước. Thủ tướng Navin Chandra Ramgoolam đã nói trong ngày Chủ nhật rằng trong 2 giờ đồng hồ, trời đã trút xuống mặt đất 152mm nước mưa và tuyên bố ngày thứ hai là ngày quốc tang. Mưa còn tiếp tục trong đêm hôm qua và ngày hôm nay, làm cho nạn ngập lụt thêm trầm trọng.